Thế thì thực ra là cái pháp chế là tuân thủ, người ta sẽ làm công việc gì khác gì pháp chế thông thường? Đúng rồi. Nếu mà các tập đoàn lớn ấy thì pháp chế riêng và tuân thủ riêng. Pháp chế là nó dịch là legal, còn tuân thủ nó dịch là compliant. Đấy, thì nó sẽ là pháp chế và tuân thủ. Với pháp chế thì lúc đấy là chỉ có tư vấn thôi, sẽ làm các cái công việc, nó sẽ chia thành 3 tuyến phòng thủ. Trong đấy tuyến phòng thủ đầu tiên là pháp chế, là sẽ đi tư vấn để cho đảm bảo được là tính pháp lý. Còn khi mà ông đã tư vấn xong rồi mà thực hiện nó vẫn sai thì ông tuân thủ sẽ nhảy vào, đấy chính là tuyến phòng thủ thứ hai. Và tuyến phòng thủ thứ ba đấy là chắc đội kiểm toán. Ngoài ra thì nếu mà doanh nghiệp mà cao cấp hơn thì nó sẽ có cả đội tuyến phòng thủ thứ tư, đấy là việc là các cái bên khác nó nhảy vào nó kiểm tra độc lập. Đó. Thì gọi là ba số đấy. Nó chuẩn ba số, chuẩn về quản trị rủi ro trong doanh nghiệp. Thì nếu mà đấy là doanh nghiệp lớn, các tập đoàn lớn, các ngân hàng lớn thì họ sẽ có pháp chế và tuân thủ. Còn thông thường thì gọi chung là pháp chế, và pháp chế sẽ đảm nhiệm một phần chức năng của tuân thủ. Nó riêng ra. Đấy là cái mà chị muốn là nếu mà thực sự là chuyên về pháp chế phải hiểu được là pháp chế và tuân thủ nó khác hẳn nhau. Chứ còn nếu mà đánh đồng chung ấy thì mọi người đã không có lý thuyết về mặt mặt quản trị doanh nghiệp, hoặc là không có lý thuyết về quản trị pháp chế.